Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng, được phát định kỳ hàng tuần trên sóng của Đà Nẵng TV. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Để đáp ứng được chỉ tiêu do Bộ Công an yêu cầu, Công an các đơn vị địa phương tại thành phố Đà Nẵng đã xuyên đêm làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân gắn thẻ chip cho người dân. Ở những địa bàn miền núi, các tổ cấp căn cước công dân lưu động của Công an huyện Hòa Vang không quản ngại đường xá hiểm trở, đến tận nơi làm căn cước công dân gắn chip cho bà con nhân dân. Để hạn chế tình trạng lộn xộn giao thông ở các điểm giao nhau với đường sắt, Cảnh sát Giao thông Công an quận Thanh Khê đã hóa trang mật phục, ghi lại những hình ảnh vi phạm rồi tiến hành phạt nguội. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 3 tại tỉnh Quảng Nam, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2021. Khóa huấn luyện được tổ chức trong thời gian 3 tháng. Các chiến sĩ mới sẽ được trang bị những kiến thức về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, các kỹ năng quân sự, võ thuật và bắn súng, chiến thuật cảnh sát cơ động trong công tác cơ động chiến đấu, vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu, thực hành xử lý cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Đây là cơ hội để các chiến sĩ mới được làm quen, học tập, rèn luyện trong môi trường của lực lượng Công an Nhân dân, xây dựng các kỹ năng tác chiến tập thể, sự đoàn kết để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhận được thông tin hai cán bộ chiến sĩ Công an phường An Hải Đông, quận Sơn Trà bị thương khi làm nhiệm vụ, chiều ngày 10 tháng 3, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp đến thăm hỏi và động viên. Sự việc xảy ra vào tối ngày 8 tháng 3, khi đối tượng có tiền sử bị bệnh tâm thần cầm dao uy hiếp người nhà. Sau quá trình vừa vận động, thuyết phục, vừa răn đe, tổ công tác bước đầu kiểm soát được đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng bất ngờ hung hăng dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, làm cho Thượng úy Văn Tấn Thanh Danh và Thượng úy Trần Đức Huy bị thương phải đưa đi cấp cứu. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, không ngại khó khăn của tổ công tác, đồng thời thăm hỏi động viên đồng chí yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác. Trưa ngày 10 tháng 3, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã đến biểu dương và thưởng nóng cho ban chuyên án BL21 Công an thành phố Đà Nẵng về thành tích đấu tranh với đường dây buôn lậu qua cảng thị xa. Được biết, sau thời gian lập án đấu tranh, đến ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khám phá thành công chuyên án BL21, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, làm rõ 5 đối tượng chuyên hoạt động buôn lậu qua cảng Tiên Sa, tạm giữ hàng hóa nhập lậu, gồm mỹ phẩm, đồ gia dụng, với giá trị khoảng 14,5 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi buôn lậu. Ông Hồ Kỳ Minh ghi nhận việc phá thành công chuyên án này đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị và sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cho biết, đây là một trong số ít vụ án liên quan tới buôn lậu được Công an thành phố Đà Nẵng làm rõ gần như triệt để. Những kẻ chủ mưu của đường dây này đều đã bị bắt và thừa nhận hành vi buôn lậu của mình. Trước thành tích xuất sắc này, ban chuyên án được thưởng nóng 20 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng là một trong 10 địa phương được Bộ Công an yêu cầu phải hoàn thành cấp căn cước công dân có gắn thẻ chip cho một nửa dân số trước ngày 30 tháng 4. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Công an các đơn vị địa phương của thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt tăng ca, tăng quân số để thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tăng cường làm việc vào ban đêm, thời điểm mà người dân trở về nhà sau một ngày làm việc và học tập. Ghi nhận tại hai quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng là quận Thanh Khê và Hải Châu. 7 giờ tối, người dân của phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê mới bắt đầu đến Ủy ban Nhân dân quận để làm căn cước công dân. Em Lê Kim Châu, học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn trú tại địa bàn, cũng đã tranh thủ được thời gian học tập dày đặc để đến làm căn cước. Nắm được thông tin, công an quận tăng ca làm vào ban đêm, nhiều người cảm thấy yên tâm vì không cần phải sắp xếp thời gian. Việc làm hôm nay khá là dễ dàng, mấy anh cũng có hướng dẫn rất là cụ thể. Và học sinh hoàn toàn có thể dư thời gian, đặc biệt buổi tối như này, làm một cách vô cùng nhanh chóng. Từ đầu tháng 3, công an tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tăng cường lực lượng, tổ chức 3 ca thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho toàn dân. Thời gian bắt đầu từ 7:30 đến 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật,
và kể cả các ngày lễ Tết để đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, công an mỗi quận huyện được cấp 2 máy, làm việc liên tục, có thể tiếp nhận và thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân cho gần 300 trường hợp. Thì cũng xác định là đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và là một chiến dịch ra quân là làm căn cước công dân. Đối với công dân trên địa bàn quận Thanh Khê, lượng công dân rất là đông. Tuy nhiên là máy nhận vân tay thì hơi chậm nên là cái tiến độ thì cũng hơi chậm so với lại cái chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức động viên anh em để cố gắng là hoàn thành cái chỉ tiêu. Bên cạnh việc tăng cường làm đêm để cấp căn cước công dân, công an các đơn vị địa phương còn tổ chức các tổ công tác lưu động ở các phường trên địa bàn để người dân có thể thực hiện quyền lợi một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, công an các đơn vị địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu và rút ngắn từng khâu, đảm bảo mỗi hồ sơ chỉ thực hiện trong vòng 3 phút. Chúng tôi cũng chỉ đạo quyết liệt lực lượng cảnh sát khu vực tập trung kiểm tra, chỉnh sửa cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo thông tin của công dân phải đúng, đủ, sạch, tạo thuận lợi cho việc cấp phát căn cước công dân được thuận lợi hơn. Mặt khác, chúng tôi thành lập cái tổ cấp căn cước công dân di động xuống trực tiếp ở từng địa bàn khu dân cư và vận động nhân dân tham gia để cấp phát nhân dân cho đạt cái tiến độ. Như vậy, bên cạnh những khung giờ hành chính, trường hợp người dân không thể sắp xếp công việc vào ban ngày có thể đến trung tâm hành chính các quận huyện hoặc các điểm lưu động để thực hiện cấp mới thẻ căn cước công dân có gắn chip. Khi đi thực hiện thủ tục, người dân cần mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Bên cạnh sự nỗ lực của các ngành chức năng, thì tinh thần tự nguyện của người dân sẽ giúp cho tiến độ số hóa chính phủ điện tử diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Không chỉ tại khu vực trung tâm thành phố, mà tại các địa bàn nằm ở xa trung tâm như là Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Liên, để người dân thuận tiện đến làm căn cước công dân, một tổ cấp căn cước công dân lưu động có gắn thẻ chip của Công an huyện Hòa Vang đã liên tục mang theo thiết bị và con người di chuyển để phục vụ kịp thời nhu cầu của nhân dân. Ghi nhận sau được thực hiện tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tà Lan, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Phải mất nhiều thời gian chuẩn bị và di chuyển thì tổ làm căn cước công dân mới có mặt kịp thời lúc 7 giờ sáng tại thôn Tà Lan, xã Hòa Bắc. Rất nhiều người dân mang theo giấy mời đã có mặt háo hức thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân. Do địa hình hiểm trở, di chuyển mất thời gian nên mỗi khu vực dân cư sẽ được sắp xếp vào mỗi khung giờ khác nhau nhằm tránh tình trạng phải chờ đợi quá lâu. Rất nhiều bà con đã gác lại việc đồng áng để đến làm căn cước công dân có gắn chip. Nói chung là bà con nhận được giấy mời thì ai cũng là có nhà sẵn sàng đi đúng cái thời gian và cái địa điểm được quy định và bà con cũng vô cùng phấn khởi và chấp hành rất là tốt. Đa số bà con ở hai thôn Tà Lan và Giàng Bí là người đồng bào dân tộc Cơ Tu, ít được tiếp xúc với các phương tiện truyền thông nên thông tin về cấp mới căn cước công dân còn bị hạn chế. Vì vậy, kể từ ngày thành phố Đà Nẵng bắt đầu cấp căn cước công dân rộng rãi, công an xã đã liên tục xuống địa bàn cung cấp thông tin, vận động bà con đến nhà sinh hoạt cộng đồng để hoàn thành các thủ tục cấp căn cước công dân. Công an huyện và công an xã cũng đã vận động bà con bằng hình thức là tuyên truyền trên cái loa phát thanh của xã, đồng thời là tuyên truyền trên cái loa tai của từng thôn, đánh với từng thôn để bà con hiểu rõ về cái mục đích, nội dung, cái ý nghĩa của việc cấp căn cước công dân và bà con để đi đông đủ. Huyện Hòa Vang có địa hình rộng, 80% người dân làm nông, vì vậy bà con ngại di chuyển đến trung tâm hành chính huyện để thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip. Nắm được tâm lý này, công an huyện đã tăng cường thêm quân số cho đội quản lý hành chính về trật tự xã hội để liên tục xuống các địa bàn, ưu tiên vùng xa xôi để làm căn cước công dân lưu động, giảm thời gian đi lại cho nhân dân. Người nông dân giống như người thợ làm xây dựng, vân tay người ta rất là khó, khô, có những vân tay là phải ngâm nước nhiều lần, lao thời gian lao mới lái được các vân tay. Thì như vậy thì đối với địa bàn Hòa Vang có những cái đặc thù khó khăn riêng là như vậy. Sau Hòa Bắc, bà con ở các xã Hòa Khương, Hòa Phú và Hòa Sơn là những địa bàn xa trung tâm hành chính huyện cũng sẽ được cấp căn cước công dân gắn chip lưu động tại các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Bà con nhân dân có thể nắm thông tin tại công an xã để biết thời gian, địa điểm đến thực hiện cấp mới căn cước công dân gắn thẻ chip. Tiếp theo là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua.
hai nam sinh 18 tuổi, đang theo học tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, đã rủ theo 10 thanh niên khác điều khiển 5 xe máy mang theo hung khí để đánh nhau. Hành vi này đã bị lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, cả nhóm đã tấn công lại lực lượng chức năng. Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 9 tháng 3 trên địa bàn quận Liên Chiểu. Trong quá trình truy đuổi, nhóm này liên tục sử dụng hung khí chém vào lực lượng 911. Thấy tình huống quá nguy hiểm, lực lượng chức năng đã liên tục nổ súng chỉ thiên. Tuy nhiên, cả nhóm này vẫn không e sợ, tiếp tục dùng hung khí chém về lực lượng chức năng. Truy đuổi tới khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, công an mới khống chế được hai thanh niên là Vũ Minh Duy và Hồ Hữu Ngọc Lý. Cả hai khai nhận do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên đã rủ thêm 10 người mang theo hung khí gồm hai cây dao dạng phóng lợn có cán dài gần 2 mét, một cây kiếm tự chế và hai cây đao. Sáng ngày 10 tháng 3, công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ Nguyễn Long Điền, 42 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang, Lưu Hồng Vinh, 29 tuổi và Đỗ Thanh Hiệp, 31 tuổi, cùng trú thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, nhóm này lái xe ô tô ra Đà Nẵng, sau đó tiếp tục thuê xe máy, mang theo các dụng cụ phá khóa, đột nhập vào một căn nhà ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, lấy trộm 200 triệu đồng và 6 chỉ vàng 4 số 9. Tối ngày 9 tháng 3, khi những người này tập trung về một căn hộ ở quận Hải Châu thì bị bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm hơn 10 triệu đồng, 3 chỉ vàng, 7 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 1 khẩu súng bắn đạn chì và nhiều công cụ dùng để phá khóa. Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng thừa nhận ngoài vụ trộm nói trên, còn đột nhập 2 nhà dân tại quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn lấy cắp một số tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng. Với thành tích phá án nhanh, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã khen thưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn. Giám đốc Công an thành phố yêu cầu Công an quận nhanh chóng tiếp tục điều tra, làm rõ xác minh các vụ việc do nhóm này gây ra. Sau quá trình theo dõi, trưa ngày 10 tháng 3, tại ngã ba Tạ Quang Biểu và đường tránh Nam Hải Vân, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phối hợp với trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp tiến hành dừng và kiểm tra xe container. Phát hiện trong xe container có 1.094 kiện, 182 bao hàng hóa gồm các loại túi sách, quần áo, giày dép, đồ gia dụng, v.v. không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tối ngày 10 tháng 3, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn đã tiến hành dừng xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát Quảng Nam do Đoàn Quốc Ca, 32 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam điều khiển, đang lưu thông từ hướng Đại Lộc ra Đà Nẵng, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lúc này trên xe chở 3 thanh niên khác. Khi bị phát hiện, các đối tượng có ý định bỏ chạy và tìm mọi cách mua chuộc lực lượng cảnh sát giao thông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn đã bí mật liên hệ với công an huyện Hòa Vang hỗ trợ. Rất nhanh chóng, các lực lượng đã ập đến khống chế toàn bộ nhóm đối tượng. Khám xét trên xe, lực lượng chức năng phát hiện một túi ni lông với 8 viên thuốc lắc. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu nay, tình trạng lộn xộn giao thông liên tục xảy ra tại các điểm giao nhau với gác chắn đường sắt. Nguyên nhân xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện. Tại quận Thanh Khê, cảnh sát giao thông công an quận đã hóa trang mật phục, ghi lại những hình ảnh vi phạm để tiến hành xử phạt nguội. Cách làm này bước đầu đã mang lại hiệu quả trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. Hình ảnh này chúng tôi ghi lại được tại một gác chắn đường sắt trên địa bàn quận Thanh Khê. Người điều khiển phương tiện lấn sang làn đường bên kia để đậu đỗ chờ tàu. Và rồi khi tàu đi qua, để lại cảnh tượng như thế này, giao thông ách tắc, còn người dân sống xung quanh khu vực thì ngao ngán. Tới giờ cao điểm là người hai bên đường là đứng chặt, cản trở giao thông, đi không được. Nhất là cái giờ là 7-8 giờ sáng tới cái giờ chiều 5-6 giờ chiều. Tại quận Thanh Khê có 4 điểm nút giao thường hay xảy ra ùn tắc cục bộ. Để xử lý tình trạng này, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Thanh Khê đã hóa trang mật phục, ghi lại những hình ảnh, những trường hợp cố tình vi phạm để xử phạt. Hình thức xử phạt nguội đã thu được những tín hiệu tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tại vì những cái thời điểm mà không có lực lượng chức năng thì vẫn có mình có thể thu thập được những hình ảnh đó, tiết kiệm được nhân lực của con người. Qua quá trình xử lý đó thì mình có xử lý một số trường hợp để tạo tính năng đa cho con người chung. Để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, đòi hỏi từng người dân cần ý thức hơn và tuân thủ nghiêm việc chấp hành pháp luật. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.